Sáng nay, tại khu di tích Hải thượng Lãn Ông, Lê Hữu Trác, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm 233 năm ngày mất đại danh y Hải thượng Lãn Ông, Lê Hữu Trác. Hải thượng Lãn Ông, Lê Hữu Trác sinh năm 1724 tại xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, là một đại danh y, nhà văn lớn, nhà văn hóa xuất sắc của dân tộc ta. Hải thượng Lãn Ông đã để lại cho thế hệ sau kho di sản đồ sộ và quý giá về y học, văn học, lịch sử, triết học như bộ Hải thượng Y tông Tâm lĩnh, bộ Thượng kinh Ký sử. Đã thành thông lệ, rằm tháng riêng hàng năm, ngày mất của Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, nhân dân trong và ngoài địa bàn tỉnh cùng những người công tác trong ngành y tế lại tề tựu về dự lễ hội truyền thống để tưởng nhớ đến công lao to lớn của vị đại danh y, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, tôn sư trọng đạo của nhân dân ta. Với những đóng góp to lớn của Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác đối với nền y học của nhân loại, tháng 11 năm 2023, đại danh y Hải thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác được UNESCO vinh danh. Đây là sự ghi nhận to lớn đối với những công lao đóng góp cống hiến của ông cho nền y học, văn học, văn hóa dân tộc Việt Nam cũng như thế giới.